Sư phụ của ngài cũng là người minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp khí, đây là công phu của ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tư chất của ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta nói đến. Hòa thượng truyền giới biết có người này, tuy chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ, nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Phạm là người như vậy đều sẽ có thành tựu. Chỉ cần con đường chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công. Sư phụ của Hòa thượng Ái Hiền có thể quán cư, ngài ứng cơ thi giáo. Đối với người nào dạy pháp gì, nếu như người này có thể giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên anh ta niệm Phật nhập môn, người trung căn chỉ quán nhập môn, người hạ căn lễ sám nhập môn. Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài niệm liên tục. Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trả lời thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy. Một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, cả đời không có thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh, cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người hỏi ngài, ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận.